Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt trận tiếp theo giữa IK và Tùng. Ở trận thứ nhất thì IK đã dẫn trước một điểm rồi. Lần này thì IK tiếp tục cầm cờ đỏ. Thành đầm lầy và thành thiên thần. Xót xa. Tướng luyện Barak kiếm với leadership. Bên kia Miranda. Catherine, Catherine với Sorsa thì thật ra là cũng giống nhau. Hai tướng đều luyện Barak và có leadership và offense. Elixir có một skin là luyện xếp tên Artillery. Mỏ gỗ tận trên nên IK quyết định là restart. Đi vòng vèo thì khá mất thời gian. Kể cả có giếng rồi nhưng nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Thành chim lửa cũng là một trong những thành có khả năng rush hay kể cả là build quân Velvet nên đánh càng nhanh càng lợi. Inferno vẫn là chim lửa. Có vẻ như là Tùng đang ngại IK đánh thành chim lửa. Chúng ta xem khởi đầu của bên Tùng xem nào. Đất của Tùng khá là ổn. À, đất của IK khá ổn nhưng đất Tùng thì giấy với cả Inconolic thì có vẻ hơi ít. Hơi ít. Olema. Với con Ulema này thì mất một skin cho Artillery. Có skin cầu đá đấy. Đúng rồi, cầu đá. Mất một skin. Hơi xấu, đất của Tùng hơi xấu. Quyết định đi thẳng. Đúng rồi. Mình cẩn thận không sót giấy.
bốc đầu tiên. Thì chúng ta nhìn thấy IK đang hơi nhầm một chút là khi xếp con thần gió đứng trước ở vị trí mấy con bướm thế cho nên là không thể để cho bướm đánh hết phạt để thần gió đánh được. Con cho bướm đánh luôn à? Rất không mạnh. Thí rồi. Thật ra cái hồ nước rất đẹp, chỉ cần cho bướm ấp đánh rong cũng được. Đánh thả diều thôi cũng được. Rồi, thần gió áp đẹp. Khởi đầu khá ổn đấy chứ. Mà nước đi không đủ cho nên nó quyết định về lấy thành trước. Ô, thật ra là vẫn đủ nước đi mà nhỉ. Vừa rồi nhìn qua tưởng không đủ nhưng thật ra nước đi của Tùng vẫn còn, à của IK vẫn còn. Bên này thì Tùng cũng đã lên mặt đất rồi, thấy mỏ pit rồi. Có nhặt pit luôn. Mà gold up cũng khá đẹp đấy chứ. Tầm này mà gold up có thể cày mỏ lấy viên luôn được mà. Bỏ qua mỏ pit rồi. Lực chạy của Tùng vẫn đủ. Mỏ lấy pin bên dưới rồi. Hello, chào chị Hoa Nam. Chào bạn. Hai mỏ đi pin rồi. Có thấy nghe thằng ở Hoa Nam rồi. Thành sở trường Hoa Nam nha. Cái tủ ấy ba mỏ Devin luôn rất là gần, 44 thần 44 Magot tủ pha mỏ Devin, quan trọng ba là mỏ này cái mỏ thôi. gần thành luôn đúng không nhỉ? Gần thành luôn, ba mỏ thành luôn đây, nhưng vẫn phải gom mất, vẫn phải mất 2 ngày không về đo phát lại về bên kia đo. Đêm môn mai để ít để sang tuần 2 nếu có gì bài khó thì quay sang cây. Thì buồn luôn tuần 2, tuần 3 biết Đêm đêm môn môn cũng được. Những bài đấy thì hơi vất vả. Rolex. Có người này Margot thì nên tính cái Devin cũng là khoảng cách hay. Margot này là tướng nguyện gì bác? Olema tướng ấy mà, tướng hạng trung bình. Nó có skin cầu đá. Phá thành. Phế nhỉ? Không tác dụng gì cho quả duo này lắm. Không, thật ra thì cũng có cái hay nhưng mà phải đến lúc, nhưng mà những cái cận chiến nó mới cần phá thành để vào đấy chứ. đúng rồi, không nhiều khi là nhốt quân đối phương ấy, nhiều khi là nhốt quân đối phương trong thành ấy chứ.
mũ cộng 4 con Rolex luôn. Áo power cộng 5 power. Nói chung là power mấy con Rolex là cũng khá là ổn. 44 Margot để xem nếu kia pack chim xét thì có thể đánh được luôn. Đánh bóc thì quay sang đánh kia thần nước canh mỏ Devin là có khả năng đánh được. Thần nước áp đúng không? Thần nước không, chưa áp. Con đấy đứng quay sang phải là chưa áp. Chỉ chắc anh bấy cái may ra cọc cọc nhỏ là áp rồi đó. Xanh xem ai kia đang đánh cái gì. Đang rất là cẩn trọng. Ồ cây mở mặt đất luôn. Ôi cây lợi cho anh nhỉ. Đỡ phải đi gì, đỡ phải nói mù mờ. Bây giờ chúng ta cái tò mò chúng ta là liệu Tùng quyết định đánh mò đấy Vin hay không. Đánh mũ không biết không biết kia là bao nhiêu chim xét. Không giữ được bao nhiêu thế để ông đi cây. Chó nhường lượt tao bị mất lượt luôn, thành ra là mình nhớ ra đi cây ạ. Rất là xui. Cũng may là lên hai cặp Moran mà. Mất Tùng không biết đánh thằng Inferno được khỏe không? Cậu bỏ skin khẩu đá này tức phết nhỉ. Nó bắt phải lên cầu đá trước. Quyết định là lên thần đèn trước. Lên thần đèn thì sẽ đơn giản hơn đúng không bác? Đúng rồi, lên thần đèn dễ hơn. Quân level 6. Tùng quyết định là không đánh mỏ Devin. Đi chó. Đúng rồi. Đi chó đúng rồi. Devin này đó à, con thần đèn nó kháng fireball cho chúng ta không thể đánh kiểu đánh lan được để giữ quân được mà buộc phải bỏ quân. Giờ mà lén là chết quân mình đây đúng không? Đúng rồi. Nhường. Xét sao không chưa có xét cao của bác? Có thể là chưa có. Cái có thể lén xét cao của mình nhỉ? Chúng ta xem bên này cây nhiều. Ai cây thì ngủ rồi. Ba me thần gió up lên nữa đánh mất Tùng hai lần là bị ấy à, hai lần là cờ xanh. Xây Magic University kia là có ấy rồi, có cả đất cả gió rồi. Đất cả gió. 2000 kinh nghiệm, 1000 côn cho 2000 kinh nghiệm, quá đẹp. Ngay cửa thành scouting luôn, đất gió scouting thế là ổn rồi. Hai cây bài này coi như ổn về skin rồi. Chúng ta quan sát một lúc xem mà đất IK đang có cái gì. Thư viện kia rồi.
tướng phép nên AK quyết định là lên logistics cũng được, bởi vì tướng phép thường sẽ ưu tiên lên đất gió hơn là các skin khác, các skin thiên về nước, à thiên về phép. Riêng tướng chiến thì việc lên đất gió nếu mà có skin khác thì rất là khó, thì sẽ ưu tiên lên những skin thực chiến nhiều hơn. Rồi, con Tùng chín thần đèn này sao quét map rồi? Bên Tùng chín thân đèn rồi cả. Vâng, sao quét map? Tuần mới rồi mà bác. Đúng rồi, tuần mới ba con này, ba con này trong thành nữa. Sao quét map rồi? Chín thần đèn thằng này đi đấm chết, đấm hết. Không chừa đối thủ là tay năm chó nữa. Điên đấy, thanh chim lửa rồi, rút bài học trận trước cả lên đất gió khá muộn nên tầm này đã quyết định lên đấy chim lửa sớm. Có đất Một rồi bác ạ, có cái đất này rồi đúng không? có đất rồi, Thế giờ chỉ cần gió thôi. còn gió nữa, đánh con này lên gió luôn thì thôi khỏi, nhưng mà khó phết ấy. Tùng trận này ngon phết, nhìn thấy nhiều mỏ Levin, mỏ thần đàn, rồi có cả những đồ cộng con Oleg và power sớm. Vòng cộng 3 power và con Oleg nữa. Có cái vòng này phát là không lo gì về ma con Alex mana rồi. Này nhà tăng hai chỉ số này. Nhà tăng hai công với hai giáp, cũng có hai giáp này. Hình như là vẫn có ý định là lên DP nữa Thì Devin cũng phải lên rồi. Devin được ưu ái là rất nhiều mỏ so một số thành khác, không? DP là 45 mỏ thôi tối anh. thiểu 4 mỏ. Như thành gấu thì tối đa 3 mỏ, thành thiên thần cũng tối đa 3 mỏ, còn lại thì hai Từ mỏ thôi. chim đúng không? Chim và năm nữa. Chim sét á, chim sét như thành gấu thì có thể là Không, 5 hoặc 6. chim mấy rồi bác? Chim chim lửa kìa. À, chim lửa 5 hoặc 6. Ở thiên thần chắc chỉ có hai. Bác Tùng trận này lại bỏ 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 gỗ à? Chắc là mai là ăn bỏ gỗ đây luôn, trong đo này lấy thành. Chuẩn luôn. Còn nhiều lực mà ăn kiếm À. giáp được, đúng ra ăn kiếm giáp được, phải còn nhiều lực nước đi còn nhiều kia. Thẳng toàn đất luôn này. Quyết định phi mid sớm thì phải, đã xây barrack rồi, ít nhất cũng lên được cái stable đã. Barrack ngày mai có thể xây stable đã. Quyết định lên thiên thần hay không thì chúng ta chưa biết vội. Mít thành thiên thần này. Mid là thành thiên thần. À, không không để tiền lại à, cũng không có tiền xây ở University banh banh chơi đánh này. Để xem có quyết định cày mỏ đấy biết luôn không. Thật ra cái mỏ pit ở ngay gần đường kia thì đáng lẽ ra cũng không nên bỏ, vì thành Devin mà bị kéo về dài nên chuyển sang đánh thêm demon nữa. Chỉ cần cắm một mỏ pit thôi, không chả cần nhiều đâu bác. Thì đấy, cắm tuần 1 thì tuần 2 có thể vừa đi vừa đánh vừa đúc luôn được ấy. Cuối tuần 2 Mười sang đầu mấy tuần con 3. Demon rồi nữa, sang tuần 2 có mười mấy con pit luôn đúng Không, nhưng mà nói thế thôi chứ ví dụ nhưng mà tỉa nhặt bóc phải 100 hơn 100 con Maggot cũng cần phải đến bao nhiêu nhỉ? Gần 50 con Demon mới có thể, à gần 50 con Pit mới có thể hồi sinh được hết Demon, chỗ máu không? của thằng Demon đấy. Không rất là Thế phí. mình nhiều lắm. Im thì máu ít nhưng mà Maggot máu rất là nhiều. Hết đá. Sau khi Blitz xong thì gần như là giá trị con Maggot không còn nữa, thường là sẽ tế thành Demon. Tùng mới có ấy nha. Mới có một mỏ thần đèn.
Đất rồi, đất đẹp. Trận này có đất thì đánh nó nhàn hơn rồi. Có thể hồi về thành Thôi giữ thành công quân nó dễ dễ. hơn. Đúng rồi. Quan trọng là việc kết nối giữa các thành để có thể di chuyển ăn ăn đồ hợp lý. Hợp lý. Hiện cái lúc mới mới này đất sẽ quan trọng hơn gió đúng không? Đúng rồi, lúc đầu tiên đất sẽ quan trọng hơn gió. Nhưng mà ra mít là gió sẽ quan trọng hơn đất. Ra mít thì gió quan trọng hơn. Scouting là một skill cực kỳ quan trọng. Vấn đề là ai lên Đúng trước rồi. scouting người rất là lợi, bởi vì có khả năng quan sát và tính toán Quan tốc sát mạnh. tốt như các anh cây có quả cột mở đường thế là cũng thể tính toán được nhiều hơn. Và chúng ta sẽ xem thử xem bên IK tình hình nha. Bên IK bắt đầu đào mỏ chim lửa rồi. Ai kia là tướng gì thành chim lửa đấy bác? Con tướng kia ra đây. Con đây là luyện 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 cái gì vậy? Nước. À. Ở đâu kia đây hình như tôi điện lửa chứ. Thực ra mình quên, tự nhiên mình quên mất con này luyện nước cái luyện lửa Ma vui rồi. à đi nhặt bóc break sớm các bạn Cũng chưa biết đâu, chúng ta phải xem cái vài nước đi ở mà biết được bây giờ 1 2 4. Thành chim lửa cũng thành có khả năng vừa đánh lết được vừa đánh rớt được. Rớt chỉ là nhặt bóc thần gió không rớt được ra kiếm bóc mít và đánh. Nếu đánh lết thì xây chim lửa cũng ổn, bởi vì thành chim lửa trong cái map này nó lợi là nó có tận 3 thành chim lửa cần thành. Mà chim lửa đông chứ, nhiều mỏ. Chim lửa thì thường có tối thiểu là 5 mỏ rồi. À tối thiểu là 4 mỏ chứ. đánh bốc rồi đấy, chắc quyết định là đánh bốc để rớt để ra mít sớm. Em thấy là vừa lấy tinh vào cái con bóc xong khỏi cái bóc nữa. Bóc thì vẫn phải nhặt thôi, tiện đường thì vẫn phải nhặt thôi. Nếu theo hướng bưu quân thì chỉ cần nhặt 1 2 bóc để quân chủ lực đánh banh biết là chủ yếu để lên quân chủ lực. Còn nếu mà vừa đánh kia thì cần phải tính toán rất là kỹ và phải hợp lý đường đi thì mới đánh được. Thì có Quan tinh trọng là đến rồi. tầm 1 2 4 này là thường là sẽ nhìn thấy được khá nhiều ở đất mình để lên kế hoạch chủ chốt cho 1 3 1. Là lên bưu quân chủ lực hay là đánh theo hướng mở bóc. Tôi vừa nói chán đấy nhỉ. Với bác Tùng đã bị là bị ấy rồi. Lỗ đường truyền. Bên Tùng đang bị lỗi truyền à? Vâng. À đây, lại được rồi. Ta cùng xem mà cách lựa chọn của bên IK sẽ là như thế nào. Nếu bây giờ xác định đúc chim lửa thì phải hôm nay là phải đi rồi. Tìm thấy 3 4 đủ 4 mỏ chim lửa rồi chứ. 2 3 con đấy cả thoải mái đi ăn này. Quy định ở break chăng? Nhưng hơi xấu khi mà đối phương là chim lửa đi trước. Hy ra là chân lái rồi. Tầm này hy ôi tiên tần áp. Quyết định đi bò biên để tìm con tìm quái break. Tầm này hy ra luôn luôn là chân lái. 50 thần gió và 2 300 bướm, chính xác là 300 bướm. Ngon, bác Tùng có gió luôn. Đúng rồi, còn 100 mover. Chúng ta sẽ cứ xem Tùng ái cây có thể tìm được sinh vật mạnh nhất hành tinh không. Mon 7 mạnh nhất hành tinh.
Hầu như trong tất cả các chuyện liên quan thần thoại Hy Lạp, thần thoại Bắc Âu hay kể cả bên Nhật Bản cũng có những cái thần thoại mà có hình tượng giống Hy Lạp ấy. Thì ngoại trừ những vị thần tối cao như là Zeus hay là bên kia thì ấy, chứ còn Hy Lạp là những một trong sinh vật gọi là hung bạo nhất và gần như mạnh mẽ nhất. Nhưng mà trong Heroes này thì Hy Lạp hơi Đúng rồi, phải nói là hơi con đuổi rồng rồi. lẫm đầu ở cái bọn cái phim Gorilla là cũng Đúng có rồi. con Hy Ra mà bác, Đấy, con nói Hy Lạp là sinh vật gần nó là như là quái quá vật ngoài là không mong gian đấy. mạnh nhất ở trong tất cả thần thoại Đúng rồi, nó là chúa chúa tể tể. của các loại, một cái gì đấy, Đúng bọn rồi. bầu trời ấy gì đấy. Mà sang đây thì Nhưng mà ta nó lại nhìn là thấy sinh là vật ngoại lai, không phải sinh vật ở trái đất. ta nhìn thấy ở đây thì Hy Lạp ở trong Heroes này nó hơi đuổi một chút, nên là luôn luôn là chân ái của thằng chim lửa. À đuổi. Mà có vẻ như là không tìm thấy là như tạm thời quay về đã. Tôi mình có 20 pip này. Mười một thần đèn. Đất gió đã có ít vừa đất rồi nhưng mà vẫn đang bay bay xích gió, đánh dần dần nó lên rồi, ngon lên tận trước. Đây rồi, sư tử Triáp cũng là một sinh vật ưa tích mình speed thấp. Quan trọng là Gary tướng phép có thể dùng phóc phiêu như là chúng ta vừa nhìn thấy. Tốt nhất là vứt con bướm ở nhà thôi, cầm theo ba hai con bướm thôi. Cầm nhiều quá thì cũng tốn phóc phiêu làm gì đâu. Quan trọng thần gió bắn blast lên là cũng xong rồi. Thậm chí cầm bướm bỏ chim lửa cũng được. Cầm nhiều quân thì phải phóc phiêu hai lớp, hao mana nhiều hơn, và sau khi blitz xong thì cần di chuyển thẳng ra thành mid. Blitz chéo này khả năng sẽ lấy thành giữa mid luôn. Sư tử thì luôn đi sau con ấy rồi. Sư tử đi chưa up thì sẽ đi sau con bướm, kể cả up rồi, trừ khi nó phi thẳng lên lên Moran thì phải chịu. Còn không nó sẽ nhường lượt, mình vẫn nắm phốc phiêu turn 2 đến gần thì mình bắn nó, turn 3 thì khi hết phốc phiêu thì vẫn đóng lại được khi con sư tử up đi rồi. Vừa nhìn qua thấy lượng quân của bên Tùng khá là ổn. Ok rồi đấy. Xếp sai Đất vị trí của gió lên chim đủ. lửa khiến cho chưa thể phóc Gió lên phiêu đủ ngay cả được. rồi. Đấy, vấn đề là bây giờ con bướm là con kia cũng không cần thiết mang theo thì hai phóc phiêu ăn chơi, thật là ăn chơi. Nhưng mà cần phải cho đứng ngoài nhử bay lên chứ. Phải nói là IK rất ăn chơi khi đóng hẳn hai phóc phiêu. Nhà không có gì ngoài điều kiện này. Đúng rồi, con bướm lẻ kia thì chủ yếu là để câu cho bọn sư tử lao lên tầm cung thẳng của con thần gió, cho nên đứng ở vị trí mà hở có thể đánh được. Vấn đề con 14 kia vẫn đang chưa lên đến tầm cung thẳng. Bây giờ tuần sau có thể là như thế thì sẽ không đóng blast được cho cung, sẽ rất hao mana. Đánh xong cái này thì khả năng không ra mid ngay được, phải về hồi mana. Bác Tùng mai đông quân đi break. Rồi xong. Mình nghĩ là Tùng không nên mang, không cần thiết mang chim lửa mang được bướm không đi là đánh brick là ngon chuyện này. Bây giờ con bướm nó không có đường về. Rất là chua. Quyết định là dùng bướm nhử con 14 kia lên, con sư tử cuối cùng lên thôi.
Thật ra là Tùng hình như Tùng vẫn đang cố gắng giữ lại bướm, bởi vì việc mà giữ được bướm speed 9 để tỉa là mồi nhử cho thần gió bắn cũng là một cái thế mạnh khi ra mid của thằng chim rừng. Giờ thì đổi vị trí thôi, cho thần gió ra để bướm vào. Được. Tính xong trận này chắc còn tầm tầm khoảng hơn 90 mana, 90 mana. À 80 mana thôi. Quan trọng con sư tử cuối cùng vẫn chưa lên tầm cung thẳng để mà bắn. Và việc đóng hai góc phiêu thì sẽ không dùng được blade cho thần gió. Thậm chí còn nhiều hơn. Năm tám mà là đúng là phải chỉ có về thành ngủ thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay sang màn hình của Tùng xem Tùng đánh như nào. Một trận brick khá vất vả khi cầm nhiều quân quá, chỉ thật ra chỉ cần bướm với cả thần gió đánh hết hợp thì hay hơn một phóc view thôi. Chỉ một tên blast có thể bắn được hạ được luôn con sư tử cùng kèm với bướm đánh nữa. 300 bướm này. Tuần đầu tiên ấy thì sư tử không đến, nó sẽ thường nó sẽ nhường lượt cho bướm ở đóng khúc phiêu lên thôi. Tuần thứ hai thì sư tử sẽ bay đến khu vực mà bướm lẻ, hai con bướm lẻ tầm cung thẳng của con thần gió. Tuần hai khúc phiêu chưa hết búp blast lên là có thể bắn rụng luôn, kết hợp với bướm đánh nữa. Bướm nhường lượt đánh nữa là có thể rụng được con sư tử. Tuần ba đến lượt quay về con bướm đi đầu đóng khúc phiêu tiếp, hai con đứng mà ăn lành là xong. Cũng đang nhăm nhe break rồi. 131 lại Naga chứa áp speed 5. Nhưng mà bên này là hot. Ưu tiên hàng đầu vẫn là những quân speed thấp. Naga chắn hết đường là chó không thể phi lên được. Chó phi lên để giữ nhưng mà bị Naga chắn hết đường rồi, buộc phải bo lại. Vẫn còn lượt dùng phép. Bên Tùng vẫn còn lượt dùng phép nữa. Quyết định lên bo cung. Cần một con để bo thần đèn. Hình như Tùng vừa xếp lỗi. Con chó này có thể tiến lên bước tiến thêm bước nữa là vừa bảo vệ được Pit vừa bảo vệ cái con Magot.
Tiếp tục là che chắn cho thần đèn. Đẩy chó lên thôi. Ta tích quả lửa. Như Tùng phun đất cái gió rồi. Hỏng rồi. Nhưng vẫn đủ lực ra mít mà. Không xây mắc lever nhưng vẫn đủ lực ra mít. Bảy bảy mana thoải mái phi ra mít. Ý thành công mít. Cái vấn đề con hậu là tránh fireball nó anti magic, thế chứ là nếu đánh thẳng vào nó thì còn dính cam, nếu đánh ra ngoài mà đánh an vào thì không được. Scouting vẫn thiếu đá để xây mắc cu lever. Kéo bò quay lại. Nhưng vấn đề là bây giờ bò trong hai turn có thể đánh được đến vị trí thần gió nên nó sẽ đuổi theo quân bắn.
Hình như IK có đồ kháng Moran hay sao. Tình huống đấy không có phúc phiêu khá mạo hiểm chứ nhỉ. Đúng rồi, nãy ra ông thấy bò Moran hình như là IK có đồ kháng Moran. Hai bên ra mid gần như là cùng ngày, cùng chiếm thành góc mid trong một ngày. Sách giỏi rồi. Với sách giỏi có lẽ IK sẽ rớt thôi. Bây giờ chúng ta cần phải xem Tùng có khả năng lật kèo với tình huống này không. Thần gió rớt rất là khỏe, thêm 33 lách nữa. Chim lửa cầm tơn. Tầm này không rớt thì hơi phí. Chỉ số Tùng cũng đang IK cũng rất là cao về power. Chim lửa đi rồi. Rồi, chúng ta sẽ xem là Tùng làm thế nào. Tùng ra gần thành mid rồi, thành cờ xanh cũng khá là lợi nhưng không biết Tùng có sách vở gì chưa. Cờ xanh nếu mà ngày mai ngủ Tùng sẽ được full mana. Nhưng mà ngày mai cũng là lúc thời điểm hết Simpson complete rồi. Nên là cờ đỏ sẽ đi trước thì khả năng là tranh chấp rồi, quyết định tranh chấp khi mà Tùng IK có sách gió rõ ràng là vẫn lợi hơn Tùng. Nhưng bây giờ nếu mà IK ngủ thì sẽ không được hồi mana, cần phải về lấy mana. Đúng rồi, không đủ lực cứ phải đo sang. Tức là IK cũng không thể đo dùng một lần đo đấy để ăn một thêm một đồ hay một món gì đấy ở mid rồi. Rất là căng thẳng khi mà cả hai đến mid gần như cùng ngày. Đỏ đi trước, cái đỏ chạm thành trước. Cố thêm một power. Tỉa chập vần gió vào thôi. Tỉa chập vần gió vào, buồn cười này. Rồi, ngủ rồi, chúng ta sẽ xem bên Tùng xem Tùng quyết định nhà.
Bây giờ Tùng có đoán, liệu có đoán được là IK có xách gió hay chưa thôi. Xem nào. Có nhìn thành không? Có nhìn thành không? Nếu không nhìn thành có thể bỏ sót 50 con Barak. Cũng không có Vision. Có Barak luôn nhưng không nhìn được, bởi vì khi tướng cốt quân vào trong thành thì sẽ không nhìn được số lượng cụ thể. Sập bẫy rồi. À, Tùng đang cố tìm thêm một cái gì đấy ở đây. Cung thẳng gà chưa đủ. Cung thẳng sẽ giúp cho con Magot bắn với 100% đam thay vì 25% đam. Nhưng vấn đề là sách vở thì đang IK đang có rồi, Tùng chưa có. Quyết định cuối cùng vẫn là Tùng thôi. Rồi Tùng không đóng phóc phiêu cho con thần đèn là vì Tùng chỉ còn 89 mana thôi, đang cố hy vọng là vớt vát được quyển sách gió gần đấy thì có thể chiến được luôn. Giữ lượng mana lại chiến thì lúc ấy 11 thần đèn với cả 9 hay 7 thần đèn cũng như nhau thôi. Chỉ cần có sách gió là có thể thắng được luôn. Hiện tại Tùng đang cầm thần đèn là con đi trước. Hiện tại quân đánh xong cũng tàn rồi. Quyết định phải dùng phép. Gọi đánh xong rồi sẽ về thôi. Còn nhiều lực. Cô muốn níu kéo thành mít không? Như vậy có khả năng là sẽ đánh. Không đoán được là ai cây lại có sách gió rồi. Thần đèn đi trước nhưng mà không có phép gì. Đang hy vọng là IK hết đúng rồi, bởi vì Tùng đã quyết định hình như là không quyết định build Levin sớm, thế cho nên là việc mà mất một đạo quân chủ lực sớm buộc phải cố gắng tranh chấp mid. Thành đỏ ngủ trong thành thì khi thành xanh bên xanh chưa kết thúc lượt đi, thành đỏ không được cộng mana. Đấy cái hy vọng duy nhất của Tùng thôi. mana ngoài dự kiến rồi. Ngoài dự kiến rồi. Chung với tình này thì chúng ta cũng đoán được phần nào kết cục của khi mà một bên có sách vở, một bên thì không có. Cái số mana kia phải xóa số 25 đi. Chỉ còn 8 mana thì may ra đánh còn cân. Thì may ra đánh còn cân. Nhưng mà vấn đề cũng khó. Khi vừa rồi là IK chạy bộ ra mid. Chỉ dùng fly không dùng đo thì mất 2 ngày.
xong về lại hồi về thành lấy đủ giữ mana lại để đủ hồi về thành lấy full mana ở cái giếng. Sẽ GG thôi. Ok, trận thứ hai này thì tiếp tục là IK giành chiến thắng với quyển sách gió. Như vậy cặp đấu này thì IK giành thắng lợi tuyệt đối rồi.